11 thì mình thấy dễ. Mới dễ sao? Đây 11 mới dễ sao? Hên nó cũng xịt về không đấy. Cái khúc đấy đọc nó hay xịt về không lắm. Ủa cần phải buông bàn đứng im luôn này. Ủa cần buông mạc lên luôn nè. Khỏi cần mu hết ba nó bỏ đi lên. Bây giờ đang đứng chân này đặt lên 13 chắc này. Hết ba nó cứ bỏ đi lên nhục thật. Phải đây, qua đây nhảy lên là đẹp rồi. Qua đây là lên đấy. Giờ là có khi lại chìm. Giờ là có khi lại chìm. Lo hồng hư nha, luôn có đâu, luôn có đang thế chứ. Có tính chuyện class có nghĩ bằng này. Có đen không nhỉ? Đang vào cầu. Rồi, về lên lên nhân phẩm đi. Đặt 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 chơi một cục còn có 300 mấy, đằng sau ngày hôm qua 600 gần 700. Gần 700 B. Giờ còn có 300 mấy. Mình đang tính nói là có mình mai nay mình kiếm ra được bí kíp đập lên 9 ít xịt rồi đập vào cái đuôi của nó cái cũng xịt luôn. Đang tính nói nếu mà lên 9 mà đấy là nói liền đấy. Không đã. Mình đập vào cái cúc đuôi nó tốt lắm. Đen mà đắt chắc mình bán con ngựa này vào tốt cũng. Nè, rồi. Hai VS nó cũng dạng là không đắt. Cái cứ 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 6 lên 7 là xịt được rồi. 6 7 xịt về không là mất 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 lại 6 bề trắng. Không đủ để lên đi. Không đủ để lên đi. Sáng ra mở bát cái gì cũng kiểu này không. Được 200 mấy nữa. Cái dinh cộng 11 hả? Dinh kia chắc không đập đâu. Đập mà nó có giống kiểu này đập sao nó. Cái dinh cũng đập nó ngựa thôi. Dinh đập nó cũng cũng không có lốp mà. Cũng không thịt nó cũng vậy.
từ đây đi mua mua về mua bùa chao ấy. Có sang Nguyễn ấy. Đúng chưa? Hình như là chắc phải tầm 10 ngày á. 10 ngày nữa nó mới ra. Ba. Bên này nó còn có Win 4 nữa. Mình thì cái Win 3 với Win 4 thì thôi. Mình cũng không mơ lắm. Nên lúc đây có thử làm mà vận may và nháy. Lên được thì lên, không lên được thì thôi. Chứ mà cứ chạy theo từng từng cấp một cấp mà tỷ lệ nhé, như cái quần què này thôi. Mà kiếm rồi thì nó mít lớp nha. Bên này ngày mai mới bắt đầu là ra đồ sục két. Một phát này mua mình bắt đầu về là lên 11, lên 11 thì mình thấy dễ. Đây 11 mới dễ sao? Thế nó còn xịt về không nữa. Cái khúc đấy đập nó hay xịt về không lắm. Ủa còn phải mua bạc đứng yên luôn này. Ủa còn mua bạc lên luôn này. Ủa cần mua hết ba a nó bỏ đi lên. Bây giờ đang đứng chân này đặt bên 13 chắc này. Hết ba nó cứ bỏ tỷ lệ nhục thật. Phải đây, qua đây nhảy lên là đẹp rồi. Qua đây là lên đấy. Giờ đặt có khi lại chìm. Giờ đặt có khi lại chìm. Nó hỏng hư nha, luôn có đâu, luôn có đâu, luôn có đâu. Có tính chuyển class có nhiễm mặn mà. Con đen nào nhỉ? Đang vào cầu. Rồi 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 lên 13 rồi, một cặp lên 13 rồi. Hiền quá. Cầu cầu đỡ nha. Mình cứ đọc kiểu này lên 13 4 4 con. Nghe qua không? Không anh đọc vậy mà lên luôn chết được. Gáy to lên này. Và ai cặp 13 gáy gì? 2 ngày. Cây nhầm bây giờ luôn. Rồi, một cái nha. Nói chung là bây giờ nó lên cái kia rồi thì bây giờ mình cũng phải cho cái này nó lên luôn. Dinh dinh thì chắc cũng cũng không khó lắm đâu, khó bằng con ngựa nhiều đâu con. Vai thua 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 rồi, xịt hai phát, xịt hai phát có khi là phát này mà xịt có khi là đi núi này. Đập lên lại nó cũng tốn, nó mới đập ngựa. Đây, ông cái ông 345 345 đấy. Rồi 11 vô cầu, vô cầu, vô cầu, vô cầu lại vô cầu rồi. Lại vô cầu rồi, lại vô cầu rồi. Rồi vào nhập vào tiêu. Thua 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 thua. Thốn này, thốn này. Bịt ngay nha. Tham tham tham
lại nghịch dại. Cái dinh này không cần thiết, để 11 cũng được. Lên được thêm mấy 100 HP. Mà nó xịt xịt là được cái là cái dinh này nó xịt từ 5 anh à, từ 6 đến 7 nó xịt về 5 chứ nó cũng không xịt về về không xịt về không, chỉ có lên 9 nó mới xịt về không thôi. Lên 8 9 may ra nó xịt là tỷ lệ xịt về không cao. Chứ còn là từ 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 6 mà lên 7 xịt là nó xuống 5. Con ngựa là nó thốn hơn, là nó từ 6 đến 7 nó xịt nó về không. Đó. Biết thế đừng đợi. Nói chung mà không liều thì không bao giờ có siêu phẩm không. Giống như không liều làm sao mà lên được 200 ngựa không? Chứ bây chứ bảo thôi để anh cộng ngựa, cộng ngựa cộng, để cộng 12 đi đúng không? Nếu mà muốn cứ bảo tiếp để cộng 12 thì không bao giờ mà có ngựa 13 không? Không bao giờ lên được con ngựa 13. Cho nên hay là bây giờ mình liều mình lên ngựa 14. Nói chung là tại vì cái tỷ lệ phần trăm nó cách nhau không nhiều mà đánh đổi quá cao không? Nó chỉ một cái lên 13 lại rất khó, trong khi 13 với 14 nó chỉ chênh lệch nhau 2% thôi. Cho nên là tôi không có thể tham cái bát mà một cái mâm được. Ôi hỏng rồi, tính Dubai kiểu này không được rồi. À, họ vừa cộng lại 11 kìa, 12 kìa, ngon lắm, 13 luôn. BS có đúc ra được mới lên 15 thôi. Chứ lên 15 lắm thì nhà nghèo ba má đông đang có nhiều cái để làm đó. Có nhiều thứ để cần thiết hơn không? Giống như ngọc để lên. Ngon ghê, kinh nhờ. Đây. Lên 13 đấy, 14 luôn, đang vô cầu lên đi. Đang vô cầu lên đi. Vô cầu lên đi, đang vô cầu đấy. Dừng lại là thất bại đấy. Không liều làm sao có siêu, không liều làm sao có siêu phẩm. Thấy không? Đây cũng đang vô cầu này. Nhưng mà chưa biết là cầu gì đây. Dừng lại là thất bại. Biết ngay là cầu tiêu. Toàn toàn rồi. Ngon ghê. Và hai mình mồi đâu cũng rồi. Cái gì xin bột cao luôn ghê đấy. Quá cho nên lên 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 tiếp đi, làm con độc nhất server, làm con độc nhất server đi, liều ăn nhiều được, liều ăn nhiều được, lên 14 rồi. À, trận chung kết thì còn cách một cú sút này thôi, sút của nó đi được xa đi em ơi. Sao lại em là không liều gặp anh là anh cho nó đi về cắt bụi rồi. Em sao thế? Không được, không có bộ đi lệ. Tại sao em có thể dừng như vậy được? Chưa nổi anh em. 14, 14 xong em nho đi lên 15. Một quân độc nhất super. Trận chung kết còn cách chúng ta một cú sút này thôi. Cố lên em ơi, cố lên. Đang có cơ hội đấy, tỷ lệ đang đang được được đấy. Xúc. Không liều không làm siêu phẩm được. Đập hai con song song em có hai con mà. Đập ngựa hóa vương thì cũng cho lên 15 mình chứ tiếp cái gì. Cái con ngựa hóa vương à, đi PK con kia mà. Cố lên em ơi.
Hãy suốt cho nó đi ra Phú Quốc nó đi. Là có dùng nghĩa này đúng rồi, đập liên tục không phải dục ngon. Vãi thật, chỉ trận chung kết thì còn cách một cú sút nữa mà lại không đập. Nói chung là con ngựa đó thì lên 15 chứ để làm gì. Gặp ngựa xanh thì đấy mới ngã. Ngựa đó thì lên được là đỉnh cao, còn không thì là đảo kiếm nha nha nha. Ôi lại hết về kìa. Nhìn nè. Quát đờ lợn. Ui thứ B. Quát đờ lợn. Thảo thứ B. Ngon. Ngon. 12 rồi, 12 rồi, 13 rồi. Chết.